khởi đầu cái cuộc nói chuyện hôm nay bằng cái bài hát Màu Hoa Đỏ, để cho mấy mấy thằng rặn á, mình gọi là rặn, mấy rặn rồi mấy đấu tranh dân chủ á, để nó hiểu cái Việt Nam này, có được cái đất nước Việt Nam này, cái hình hài của đất nước Việt Nam này bây giờ không phải dễ. Bao nhiêu cái xương máu của nhân dân Việt Nam này đã đổ xuống, không phải bây giờ Đảng Cộng sản của mình, nhân dân mình giờ xây dựng hai mươi mấy năm từ khi mà xóa lệnh cấm vận, mình lèo lái cái con thuyền của mình á, bây giờ để mà giờ đất nước hôm nay, hiện tại giờ nó có được ngày hôm nay, có thể mình gọi là tạm thời đi, tạm thời được ngày hôm nay, mà nó muốn vô, nó muốn phá, nó muốn quậy, đâu có được, đâu có được, chuyện đó không thể nào được. Cái trạm BOT đó là cái cớ để cho tụi nó phá thôi. Chứ không phải là vấn đề chuyện tiền. Không phải là vấn đề chuyện tiền, kinh phí cao, kinh phí cao, đi qua đóng tiền cao, mà là nó uống quậy. Nó ngu á, là cái chuyện là nó quậy ngu. Thay vì nó đưa tiền bình thường như người ta, rồi nó đến nó thắc mắc đi, thì đâu có chi vấn đề gì không. Nhưng mà ở đây nó đổi tiền lẻ ra mà nó còn ngu. Bởi vì nó là mấy thằng ba que này, nó ngu là như vậy. Nó ngu mà nó còn đưa lên mạng cho người ta thấy cái ngu của nó. Thấy không, đưa lên mạng để cho người ta thấy cái ngu của nó là hiểu rồi, bao que nó có nhiêu đó thôi. Đấu tranh trai đây. Để như tôi bình luận ở trên mạng, tôi nói rồi á, tại vì nó chưa bị container, mấy anh mà container á, những người mà những cái doanh nghiệp hàng quán của người ta bị trì trệ. Cái đồ của người ta là đồ tươi sống hải sản, mà người ta bị trì trệ 3-4 tiếng đồng hồ là cái là phải thúi, phải bỏ rồi, là chính cái người, những cái doanh nghiệp đó người ta sẽ đi kiếm nó thôi, chứ không cần tới nhà nước. Chứ không cần tới nhà nước mà phải chi lùng tụi nó nữa. Đó, bây giờ anh em Sóc Trăng, anh em Cà Mau, thấy không? Những anh em Sóc Trăng, những anh em Cà Mau bây giờ lên tiếng chi lùng tụi nó luôn. Tại vì hôm nay tụi nó quậy thiệt hại nhiều rồi. Chặn đường quốc lộ, coi như là chặn đường quốc lộ. Mà cái đồng bằng sông Cửu Long là một cái vùng kinh tế quan trọng của cái miền Nam này. Nông thủy hải sản, tụi nó tưởng làm như vậy là tụi nó sẽ lôi kéo được nhân dân. Nhưng mà ngược lại, tụi nó không có ngờ nó làm như vậy là nhân dân người ta phẫn nộ hơn. Bây giờ mấy thằng ba que này nó mà lên mà lãnh đạo đất nước này nó tàn lũi, không có làm được cái gì hết á. Bày những cái trò ra là chỉ làm hại dân thôi, hại dân hại nước này thôi. Tôi hôm nay là tôi không có lên mạng, nhưng mà là thông tin trên báo đài tôi nghe, tôi thấy là tôi bức xúc lắm. Và coi thời sự là nhà nước cũng nhảy vô giải quyết, nhà nước mình nhảy vô giải quyết, thì cái chuyện đó là giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp, và thậm chí là với lại cái địa phương như là Tiền Giang, là phải ngồi bàn lại cho kỹ, xử lý nó như thế nào cho hợp tình lại. Thì cũng đã đưa ra rồi, thời sự cũng đã đưa lên rồi, nhưng mà bây giờ đã giảm giá rồi, thậm chí những cái dân địa phương đó là miễn luôn, mà bây giờ nó vẫn còn quậy, thì mấy thằng này đó nó liệt kê nó vào cái thành phần là chống đối rồi.
mà tụi nó đâu có biết á, nếu mà cái hành vi đó mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó đâu có biết á, là ngay cái trạm thu phí người ta có camera, cái biển số xe nó, hình ảnh của nó là người ta có ghi nhận lại được, thì cứ sáng chiều nó có một ngày đó nó cứ quằn đi quằn lại, thì nó bị rơi vô á, là cái tội là gây rối. Thứ nhất về luật dân sự là gây rối trật tự công cộng, còn nếu mà có gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế thì nó sẽ bị truy cứu về trách nhiệm hình sự. Mấy cái thằng mà hôm nay được đưa lên mạng, chiều này tôi coi từ hàng quán cà phê dĩa Long An cho tới thằng này thằng nọ Lê Tấn Tú gì, là những cái thằng đó là nó đâu có biết bây giờ là nó bị đưa vào cái danh sách là thành phần gây rối trật tự công cộng mà gây hậu quả nghiêm trọng. Tụi nó đâu có hiểu được cái chuyện đó đâu. Khích, nghe người ta khích thì làm theo đó, nghe người ta khích thì làm theo, chứ không có biết là mình làm như vậy là sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người. Bây giờ đâu cần nhà nước nữa đâu, đó chính cái những cái địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tự dân người ta phẫn nộ lên, người ta tự kiếm tụi nó, người ta đòi đấm, đòi đánh, đòi chém, đòi giết luôn. Thậm chí nó bây giờ xe của nó mà đậu ngay trạm BOT đó là người ta sẽ đốt xe nó luôn, chứ không cần mà nó phải nó đốt, mà người ta sẽ đốt xe nó luôn. Rồi đó, thì bà con thấy á, anh em thấy đó, nhân dân mình bây giờ đã nói với tôi, đã nói với lại tụi ba que, tụi cờ vàng, ba sọc đỏ, những cái tụi mà chống cộng cực đoan, những cái thành phần mà không ưa gì Việt Nam này á, xin lỗi nha, đang nói để mạng rớt, đang nói mạng rớt đó. Thì cứ chống cái gì mà chống, đa số dân Việt Nam bây giờ là người ta muốn bình yên, người ta sống, người ta làm giàu, người ta làm ăn, người ta làm giàu. Quý vị chống cộng cực đoan á, tôi hỏi quý vị nè, nếu quý vị yêu thương cái nước Việt Nam này á, thì nhân dân mình, bà con mình mỗi ngày mỗi giàu lên, khá lên, mình có lòng yêu quê hương đất nước mình, yêu bà con mình, thì mình thấy nhân dân mình, bà con mình ngày ngày càng khá càng giàu lên thì mình thấy mừng chứ. Mình phá cái gì? Mình phá nhà nước này thì không khác gì là mình phá vô cái là đất nước của mình, phá vô nhân dân của mình, chứ phá ai. Đã tôi nói trước mấy cái clip rồi, tôi nói là cái thể chế lãnh đạo là nhân dân người ta giao cho đảng Cộng sản lãnh đạo, tại phải có một cái người lèo lái cái con thuyền đó, đủ bản lĩnh để lèo lái cái con thuyền đó, đâu phải là nó bơi trong suối, trong sông đâu. Cái nước Việt Nam này giờ đang bơi ra biển lớn, Việt Nam này đang bơi ra ngoài biển lớn, thì cần cái người thuyền trưởng phải giỏi, phải trình độ, phải có nhận thức, rồi phải có tầm nhìn. Không phải ai muốn lên làm lãnh đạo cũng được. Đưa cho mấy cái thằng vô dụng mà lên làm lãnh đạo thì cái nước Việt Nam này 42 năm nó đi về đâu? Giải phóng vô, tôi không muốn lặp lại cái thời giải phóng trước 75 nó như thế nào, tàn ác như thế nào, tôi dẹp đi. Tôi chỉ hỏi cái gì là giải phóng vô, Việt Nam này nó là một cái bãi chiến trường. Ai dọn dẹp cái bãi chiến trường đó?
Cộng sản dọn dẹp cái bãi chiến trường đó, rồi Cộng sản xây dựng lên từ cái bãi chiến trường đó, trong cái đói, cái nghèo, cái thất học. Ba bên bốn phía thù địch, ba bên bốn phía thù địch cái nước Việt Nam này, chứ không phải là có anh có em đâu. Duy nhất một mình dân Việt Nam hãy chống chọi với tất cả mọi khó khăn đó. Để mà giải quyết những vấn đề gì? Đói, nghèo, thất học. Chứ Việt Nam lúc đó chưa nghĩ tới cái chuyện làm giàu. Rồi bắt đầu năm 1990, Liên Xô sụp đổ. Một cái người bạn lớn đứng kế bên cạnh Việt Nam mà bị tan rã, Việt Nam còn bơ vơ hơn nữa. Bao nhiêu cái khó khăn đó đè nặng lên trên đầu người Việt Nam, đè nặng lên trên đôi vai của người Việt Nam, của dân tộc này. Rồi ai lãnh đạo? Ai đưa ra những đường lối chính sách, đường hướng để mà lãnh đạo cái đất nước này? Việt Nam Cộng Hòa của mấy ông ba que xỏ lá đang quậy ở đây lãnh đạo à? Hay là Đảng Cộng sản? Từ năm 1990 trở về trước, một cái chặng đường khó khăn của cả một cái dân tộc sau cuộc chiến. Rồi từ năm 1991, sau khi Bill Clinton qua thăm Việt Nam rồi xóa bỏ lệnh cấm vận một phần, tôi đã nói là ở clip trước là một phần thôi chứ không phải là hoàn toàn, là có nghĩa là nó cho mình buôn bán được, sức nhập khẩu được, là cũng những cái mặt hàng nào mà nó giới hạn cho buôn bán thôi. Việt Nam cũng phải sống, dân Việt Nam cũng phải sống, phải vươn lên. Bao nhiêu cái khó khăn đó, bây giờ Việt Nam bắt đầu, mới bắt đầu phát triển. Thì tôi hỏi bà con ở hải ngoại, những người mà chống cộng, tại sao không ngồi mà nhìn để mà mừng cho Việt Nam mình, mừng cho bà con trong nước mình từ từ nó thoát nghèo? Mình là dân Việt Nam với nhau mà, tại sao mình không mừng? Mà mình kiếm cách để mình chà đạp dân mình vậy? Tôi chỉ hỏi mấy bà con ở bên đó, và những người đang âm thầm chống đói trong nước này. Anh em ruột rà trong nhà, ai giàu được là mình phải mừng chứ. Mình phải mừng cho anh em của mình chứ. Nó nghèo là nó khổ thì nó phải kiếm mình, nó phiền. Phiền lắm. Nó giàu lên, nó khá lên, nó có dư giả thì mình đỡ phiền. Mà tại sao nó giàu, nó khá lên thì mình lại kiếm cách mình chà đạp nó xuống chi vậy? Còn về cái vấn đề những cái đường bộ, tôi đã nói là tôi là một thằng tài xế nè. Tôi cũng đóng đầy đủ các phí của nhà nước đưa ra vậy. Tôi đâu có than phiền. Như giống như lúc trước ông Đinh La Thăng
ổng làm còn làm bộ trưởng bộ giao thông vận tải đó, ổng đưa ra cái mức mà một năm tới mười mấy 20 triệu á thì người ta la làng là đúng rồi. Ở đâu ra mà được một năm mà đóng phí cầu đường mà tới mười mấy 20 triệu thì cái đó la làng đúng rồi. Nhưng mà sau đó là điều chỉnh lại, bây giờ tính theo tấn, tính theo xe, tính theo kích cỡ, tính theo công dụng, rồi bây giờ người ta cũng cảm thấy hợp lý rồi, doanh nghiệp người ta cũng cảm thấy hợp lý đóng. Rồi những cái con đường tôi nói bây giờ nhà nước không làm á thì bà cũng đe kêu nhà nước ra chửi, đúng không? Cũng kêu nhà nước ra chửi, cũng nói nhà nước ăn cái này ăn cái kia, không lo tới những cái đường xá. Bây giờ người ta dậm giá, người ta sửa chữa thì nói dậm giá sửa chữa không đúng kỹ thuật, tại vì bảo trì nó khác với lại là xây mới làm mới. Cái chuyện nó đơn giản giống như nhà của bà con xây cất lâu năm hư hỏng sửa chữa dậm giá thì cái kinh phí nó phải ít hơn là cái đập nguyên một cái căn nhà làm lại, tiền phải nhiều hơn, kinh phí phải nặng hơn, nó đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ nói giờ cái chuyện nhà nước thì cũng giống như chuyện trong nhà của mình, trong nhà mình có bao nhiêu đứa con, bây giờ ba má quyết định thôi bây giờ là mình sửa nhà hay là cất nhà, hợp bàn với mấy đứa con xong thôi giờ là tụi con đủ tiền rồi cất đi ba má, cất thì nó có những phương án để cất nhà, mướn nhà trọ rồi thợ thiết như thế nào, đủ thứ tiền. Rồi dự định cất một căn nhà là 500 triệu, nhưng mà rồi chi phí nó phát sinh lên ai cũng biết rồi, ai cũng xác nữa, phải không? Đó là mình nói chuyện cất nhà, nhà mình hợp với nhau lại nói là trong nhà mình có 500 triệu để cất nhà, nhưng mà trong cái quá trình cất bắt đầu cái chi phí nó phát sinh ra nó không phải 500 nữa mà nó 700, 800, vậy là phải đi vay đi mượn, rõ ràng không? Phải đi vay đi mượn, tại lỡ rồi căn nhà mình lỡ cất rồi thì phải vay phải mượn để mà làm cho nó xong, chứ đáng lẽ bây giờ để ở cái phần thô vậy. Vậy thì cái vay mượn đó nó phải là BOT không, là phải trả đó. Là phải trả cho người ta đó, mình phải đi vay BOT, gọi là đi vay á, để phải trả cho người ta. Thì bây giờ trước khi anh ấy thì tôi thu hồi cái số vốn của tôi vay, anh vay của tôi trong vòng bao nhiêu năm, anh thu phí cao, nghe cho kỹ nha, thu phí cao thì thời gian thu phí ngắn lại, còn thu phí thấp thì thời gian kéo dài. Nó đơn giản là như vậy. Sau khi những cái cấp doanh nghiệp nó hợp bàn với nhau rồi nó mới ra cái mức giá như vậy. Và cái con đường đó nó làm trong cái thời gian nó làm là dân ở đó người ai người ta cũng biết, chứ không phải là không biết. Dân ai cũng biết chứ không phải là không biết. Tại vì nếu mà chống thì chống từ lúc mà con đường nó khởi công, chứ đừng có chống rồi tới lúc mà nó lập chạm thu phí rồi mới chống. Cho nên cái này là chống đối rồi. Giải phóng mặt bằng như thế nào, người ta đã từ công đoạn từ A cho tới Z, là khi lập chạm thu phí là từ A tới Z đã xong rồi. Và người ta cũng đã thông báo cho dân địa phương và cho toàn quốc biết là đầu tư kinh phí trên cái đoạn đường này nó là như thế nào, dự án nó bao nhiêu tiền, đã công bố công khai rộng rãi trên thông tin rồi. Thì tới ngày mà lập trạm thu phí mà cái đám này mà nó tới mà nó làm như vậy là nó chống rồi. Và chống bằng cái hình thức giống như ở Nghệ An, đổi cái tiền lẻ để câu giờ
để nói mình không vi phạm pháp luật, mình vẫn trả tiền đầy đủ. Cái này là một cái sai lầm của những cái người mà chống đối. Tại vì cái hành vi này anh lặp đi lặp lại nhiều lần thì anh bị rơi vào cái tình huống là anh gây rối trật tự công cộng. Hành vi gây rối trật tự công cộng tại một địa điểm. Không tin thì cứ hỏi luật sư đi. Biển số xe của anh người ta có ghi lại, cái gương mặt của anh người ta có ghi lại. Không tin thì cứ việc hỏi luật sư. Mà thậm chí ngu một cái còn đăng lên mạng nữa, đổi cho mấy chục triệu tiền lẻ để mà dẹp cái trạm thu phí này thì cái tội này còn nặng nữa. Cho nên qua cái clip này tôi cũng là một thằng tài xế xe tải, tôi gửi tới mấy anh em mà hôm nay mà có những cái hành vi như vậy á, lời khuyên đừng có bao làm, đừng có bao giờ mà làm những cái chuyện mà mình gọi là cái chuyện không đúng như vậy. Mấy anh tưởng mấy anh làm vậy là mấy anh đấu tranh cho tụi tôi hả? Tụi tôi không có cảm ơn mấy anh đâu, mà mấy anh chỉ làm cho tụi tôi nóng máu lên muốn giết mấy anh thôi. Tại một cái chuyến hàng á, tụi tôi đi từ Sài Gòn về miền Tây, hay gì á, đi về có 4 tiếng đồng hồ, giao nhận hàng luôn là tụi tôi về tới thành phố là có 4 tiếng đồng hồ, mà mấy anh làm tụi tôi bị ách tắc giao thông á, ngay cái tiếng Long An thôi á, vừa qua ngã ba Trung Lương thôi là bắt đầu là đã bị kẹt rồi, chứ chưa tới cái trạm thu phí mà mấy anh quậy đâu. Tụi tôi thoát được cái đường cao tốc ngã ba Trung Lương á là tụi tôi về Tiền Giang á, là ngay ngã ba Trung Lương là tụi tôi đã bị kẹt rồi. Tụi tôi không có cảm ơn mấy anh đâu. Tôi chấp nhận tôi đóng phí để mà tôi đi về cho nó lẹ, tôi còn chở cái chuyến hàng khác. Cái tiền đó nó còn nhiều hơn là cái tiền tôi đóng phí. Nhưng mà mấy anh làm như vậy á là ảnh hưởng biết bao nhiêu tài xế của tụi tôi. Nó không phải đơn giản như vậy đâu. Cái clip này tôi gửi lên cho mấy anh nó hiểu. Mà tôi còn nghe là nói là nhen nhóm mấy anh là cũng nằm trong cái tổ chức gì đó nha, mà mấy anh phải coi chừng á. Bức xúc của mấy anh á là cái chuyện nhỏ thôi nha, còn á mà mấy anh mà biết được cái danh sách của mấy anh mà nằm trong cái tổ chức nào nữa là mấy anh coi chừng nha, chuẩn bị lãnh án á. Tại vì mà gây hậu quả nghiêm trọng á, thiệt hại tới kinh tế rồi á, là mấy anh nó bốc lực, mấy anh bị bắt sớm hơn là cái đám ở ngoài Nghệ An Hà Tĩnh. Tại vì tụi nó có cái miệng tụi nó la thôi, phải không? Cái đám ở ngoài kia nó có cái miệng nó la thôi, còn mấy anh á là gây thiệt hại về kinh tế rất nghiêm trọng rồi đó. Gửi mấy anh vậy nha. Rồi thôi bây giờ là không có nói ấy nữa, còn cái đám phản động thôi nó muôn thở rồi, nó cứ việc phản. Còn dân Việt Nam này cứ nó lò đầu ra là đập nó thôi. Còn mấy mà cha đạo á, cái đó để nhà nước lo. Cái này gửi luôn anh em Cờ Đỏ nè, mình có quyền mình lên án, để nhà nước lo. Nó nằm trong lòng bàn tay của nhà nước rồi, mình có làm cái gì cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Đừng manh động. Cái này là gửi anh em Cờ Đỏ, đừng manh động nha. Mình đi sai một ly là mình đi một dặm, không giải quyết được cái gì, mà trái lại mình còn hại tới cái việc làm của nhà nước mình đang làm. Nè, cái này là gửi anh em, gửi riêng anh em Cờ Đỏ.
hãy biết kiềm chế lại. Đúng, nóng lắm, ai cũng nóng lắm. Thậm chí mình còn muốn mình là IS, mình là thằng IS nắm đầu nó ra, chặt đầu mẹ nó rồi đi. Nó xúc phạm dữ quá rồi, nóng lắm, giận lắm. Nhưng mình phải hơn cái thằng IS là cái chỗ là mình phải biết suy nghĩ. Mình còn nước Việt Nam mình còn nhà nước mình, còn nhân dân mình, còn pháp luật. Đừng lo cái chuyện đó, tụi nó đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Cái này là gửi riêng anh em cả đó nha. Giờ thôi, máy bay, tạm biệt cả nhà.